Kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu với quý cô bác, quý anh chị và các bạn về cái cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ. Cái loại cây mà mọi người đang quảng cáo rất là rầm rộ, là quả rất to, ăn rất ngon và bán được rất nhiều tiền. Ở video hôm nay thì em sẽ phân tích thêm và cũng giải thích thêm cho các cô bác, anh chị và các bạn hiểu thêm về cái loại cây này. Em đang quay ở đây là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ cành chiết mà nhà em đã trồng hơn 2 năm nay rồi. Đây là cành chiết mà nhà em trồng hơn 2 năm rồi nhé các cô bác, anh chị nhé. Từ khi em trồng là em nhập cái cành này, nó chỉ bé, nó chỉ bằng một cái cành nhỏ của cái này thôi. Đấy, nó chỉ cao được khoảng 40cm, thế nhưng mà bây giờ nó đã cao được khoảng hơn 1 mét rồi. Và nó như cái cây này thì nó ra được 3 nhánh. Cây này nhà em trồng được đúng là được hơn 2 năm. Đấy. Được gần 2 năm rưỡi rồi. Cái cây hồng xiêm ruột đỏ thì cái cây hạt thì nó phát triển rất là nhanh, nó lớn rất là nhanh ạ. Khi mà mình mua một cây khoảng 5-60cm thì chỉ 1 năm có thể là nó đã cao được tầm khoảng 2 mét rồi. Cây này nó lớn rất là nhanh. Còn cái cây cành chiết như thế này nó là cành già, vì thế mà nó rất là chậm phát triển. Với những cái loại cây khác thì cành chiết thì chỉ sau mấy tháng là đã ra hoa đậu quả, đúng không ạ? Thế nhưng cái riêng cái hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này em cũng bán nhiều năm nay rồi. Khoảng 6-7 năm nay em bán hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ rồi. Lúc đó chỉ là mới là cái cây hạt nhỏ thôi. Cây nó được tầm khoảng 40-50cm đấy. Còn cành chiết thì mới có khoảng hơn 2 năm nay, 3 năm nay thôi. Trước đây toàn là bán cây hạt. Lúc đó cây nó rơi vào tầm khoảng 800 ngàn đến 1 triệu. Hiện tại thì cái giá còn đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Nó chỉ dao động từ 400 đến 600 ngàn đối với cây hạt. Còn đối với cái cành chiết thì nó dao động trong từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Thế nhưng cành chiết thì bây giờ hiện tại thì như em thì em cũng không nhập về. Mà cái hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì em cũng bán rất là ít. Những cô bác anh chị nào thích trồng thử 1-2 cây thì em bán thôi. Còn nếu các cô bác anh chị nào mà muốn trồng nhiều để làm kinh tế thì em nói thật là em cũng tư vấn thật là em không bán. Thực ra em là người kinh doanh, rất là muốn bán nhiều hàng. Thế nhưng mà em cũng tìm hiểu rồi, là ở Việt Nam từ khi em bán cây đến giờ có một bác mà bác ấy mua về trước khi em bán. Nghĩa là bác ấy lấy từ Đài Loan về, nhà bác ấy có con ở bên đấy, bác ấy lấy ở bên đó về. Bác ấy trồng 10 năm nay rồi nhưng chưa ra quả. Đấy, và khách nhà em cũng đã trồng 7 năm nay rồi chưa ra quả. Vì thế mà em nói thật là em bán em cũng không tham đâu. Mức độ là em bán được bao nhiêu thì bán. Nhưng bán xong để cho các cô bác anh chị sẽ quay lại mua tiếp, chứ không phải là bán xong để cho các cô bác anh chị không bao giờ quay lại, không bao giờ gọi lại. Hoặc là nếu có gọi thì sẽ thắc mắc là tại sao cái cây của cô nó như thế này, tại sao cái cây của cô nó như thế kia. Em thì em không thích phải đi giải thích ạ. Em không thích phải đi giải thích như thế. Em chỉ thích là bây giờ mình bán cái cây gì cho mọi người mà khoảng 2-3-4 năm sau nó ra quả thật là ngon, thật là đẹp, thì lúc đấy mọi người sẽ quay lại để mua tiếp hoặc giới thiệu cho anh em họ hàng làng xóm mua tiếp. Còn cái hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì em cũng chia sẻ thật luôn, ở bên Trung Quốc thì người ta trồng có quả rất là to đấy, quả rất là to ạ. Thế nhưng mà Việt Nam thì chưa ai trồng ra quả đó. Mà cái cây này em cũng bán nhiều năm rồi chứ không phải là ít đâu, cũng 6-7 năm rồi, 7-8 năm rồi ấy, cũng không phải là ít đâu. Mà nhất là tại vườn luôn, tại vườn em đang trồng, tại vườn em đang trồng mấy cái cành chiết rất là to đấy, hơn 2 năm nay rồi. Thế nhưng mà cũng chưa thấy là nó có một cái mầm hoa nào luôn ấy ạ. Đó. Đấy, tất cả chỉ là cái lá thôi. Cái hồng xiêm ruột đỏ này thì lá rất là tốt, nhất là khi mà các cô bác anh chị mà trồng cây hạt thì lá rất là tốt luôn.
Nhà em có mấy cây chiết rất là đẹp, em trồng cùng với hồng xiêm ta đấy. Các cô bác anh với lại các cô bác anh chị mà mua ấy, nhiều những nhà vườn người ta quảng cáo hồng xiêm ruột đỏ nhưng người ta lại bán cho mình cái cây hồng xiêm này này. Đây là cây hồng xiêm xoài. Cây hồng xiêm xoài ạ. Cái cây hồng xiêm xoài này thì quả cũng rất là to, thế nhưng mà cái giá thành của nó thì rẻ thôi. Những cây nhà em cây lớn như thế này em mới bán mới từ 80 đến 100 ngàn. Đó. Cây đang có hoa và đậu quả rồi. Đây, đây là một cành hồng xiêm ruột đỏ tiếp nhé các cô bác anh chị nhé. Đây. Đây là một cành nữa này. Nói chung là cái cành chiết thì nó phát triển chậm. Nó không phát triển, nó không nhanh như cái cành cây ghép đâu. Không phải là cây ghép. Nó không phát triển nhanh như là cái cây hạt. Cái cây hạt thì nó phát triển rất là tốt. Chỉ sau một năm trồng thôi là nó đã lớn lên bao nhiêu rồi. Nhưng cái cành chiết thì kiểu như cành nó già ấy, nó phát triển rất là chậm ạ. Đó. Thế mà cành chiết thì đấy như em cũng nói đấy, đối với mọi cây khác thì chỉ vài tháng thôi là ra quả, nhưng cái này thấy rất là lâu rồi nhưng mà chưa thấy có một cái hiện tượng gì là ra hoa ra quả cả. Vì thế mà em cũng khuyên là nếu các cô bác anh chị thích trồng những cái cây độc lạ, những cái dòng cây độc lạ thì mình nên tìm hiểu kỹ về cái loại cây này, không nên nghe quá nhiều vào quảng cáo. Mình có thể trồng một cây, hai cây để thử trước đã. Còn nhiều người cứ bảo nếu đi trước thì là thắng, nhưng mà không phải cây gì đi trước cũng thắng đâu các cô bác anh chị ạ. Mình trồng cái loại cây gì thì mình phải tìm hiểu kỹ về cái loại cây đó trước khi mình trồng. Tại vì có nhiều cây thì nó không hiệu quả kinh tế đâu. Và có nhiều loại cây nó cũng không phù hợp với khí hậu của Việt Nam mình nữa. Ví dụ như cái cây táo đỏ ấy cũng thế. Cái cây táo đỏ ấy thì nếu mà các cô bác anh chị mà làm kinh tế thì cũng không nên. Bởi vì đối với khí hậu của Việt Nam thì rất là khó ra hoa đậu quả đối với cây táo đỏ nhé. Hoặc nếu mà nó có thì cái quả của nó chỉ có bằng ngón tay thôi, nó bé xíu luôn đấy. Đây, đây là cây hồng xiêm xoài nhé các cô bác anh chị nhé. Đấy, nhà em trồng lẫn cùng với hồng xiêm xoài. Cái hồng xiêm xoài này thì các cô bác anh chị trồng cứ yên tâm. Cây thì to và đặc cây to, và đặc biệt là cái quả của cái hồng xiêm xoài này quả rất là to ạ. Đó. Cái hồng xiêm xoài này thì giá thành tương đối là rẻ. Các cô bác anh chị có thể trồng với số lượng nhiều, bởi vì cái hồng xiêm xoài này nó ra quả quanh năm. Cứ mỗi đợt nó ra lộc là một đợt nó ra hoa đậu quả. Vì thế mà các cô bác anh chị lựa chọn cái hồng xiêm xoài này thì sẽ đỡ mất nhiều cái tiền vốn mình trồng cây hơn, và cũng sẽ nhanh thu quả và bán cũng rất là dễ dàng. Đó. Sở dĩ là em không bao giờ quay đến cái cây hồng xiêm ruột đỏ là tại vì em thấy cái hiệu quả kinh tế của nó hầu như là chưa nhìn thấy đâu. Bởi vì em bán rất là lâu rồi nhưng chưa ai trồng có quả. Vì thế mà để mà làm kinh tế thì không biết là đến khi nào. Em thấy có rất là nhiều nhà bán với số lượng rất là lớn đi tư vấn cho các bác. Có những bác ấy phải vay ngân hàng để bác ấy trồng cây làm kinh tế, nhưng khi mà đến vườn thì nhà vườn lại tư vấn cho bác ấy trồng hồng xiêm ruột đỏ để làm kinh tế. Mà em nói thật là với cái mức độ đi vay tiền để làm kinh tế như thế thì bao nhiêu năm nó mới ra quả để mà thu, đúng không ạ? Trong khi đấy cái cây của bên Trung Quốc thì mỗi năm nó về nó lại rẻ hơn đi rất là nhiều. Đấy, những cái cây hạt như ở trước đây, cái cây tầm 1 mét ấy, mọi người bán 1 triệu đến 1 triệu 2, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ những cái cây đấy bọn em chỉ bán có 6 đến 800 ngàn là cùng thôi. Cái cây 1 mét đến 1 mét rưỡi luôn ấy ạ. Đó. Những cái cây mà nhập khẩu này thực ra cái giá của nó cũng, nhất là những cái cây mà lâu có quả hoặc là những cái cây như thế này ấy, giá của nó xuống cũng rất là nhanh ạ. Vì thế mà các cô bác anh chị khi mà mình trồng thì mình nên tìm hiểu kỹ trước khi trồng. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Các cô bác anh chị mà cần tư vấn về các cây gì thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977 516 966 ạ.
Em sẽ tư vấn cho mọi người thật lòng nhất để cho các cô bác anh chị, có thể là mua ở vườn em cũng được, ở vườn khác cũng được. Thế nhưng mà các cô bác anh chị cần tư vấn thì cứ gọi em nhé.